Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi đánh bài tiếp nào. Rồi, ok. Bữa nay mình mới xem lại cái mấy cái effect của ba vị thần trong cái phiên bản này các bạn. Không nhận là khá là củ chuối đấy, nhưng mà dính nhờ vậy mà nó khá là hay. Nói đó là mình nhiều khi hồi nãy là mình muốn vỗ đùi một cái rồi mình kêu anh thích lắm á. Ai thật sự thật ra thì nó mod là từ một số lá bài bình thường khác thôi. Trong đó thì thằng Obelisk mod lại từ con rùa. Thành ra nãy mình có đọc tin nhắn của một bạn thì bạn ấy cũng nói là ấy sẽ là bình luận của một bạn nhưng mà tin nhắn là nó qua Messenger. Thì bạn ấy nói là sao anh thằng Obelisk có nội tại giống con rùa quá vậy, thì nó là con rùa nó mod lại đó bạn ơi. Rồi có bạn thì hỏi mình đó là sau đó mình kiểm tra lại cái effect của hai vị thần còn lại. Thì thật ra thần Osiris là mod lại từ con Muka Muka. Còn thần Ra là mod lại từ con Sam các bạn. Thần Ra trong bản này là có khả năng thí ngàn máu được lên lại y chang như con Sam vậy đó. Thần Obelisk thì có thể hiến tế mấy con khác để lấy phần nửa sát thương tính từ điểm công của con quái đó. Còn Osiris thì cứ một cầm một lá mình cầm tay thằng Osiris mạnh thêm 300 điểm. Mặc dù cái điều đó chắc chả cần thiết lắm, tại thằng Osiris thì mạnh sẵn là 4000 điểm công, thì nói thiệt các bạn là mình không nghĩ là cần phải tăng thêm cái gì đâu. Rồi ok. Rồi 2 3 2 1 vô. Ấy trời, quên mất, lộn chiêu. Mừng quá, bấm nhầm các bạn, xin lỗi. Cái số 2 này mới đúng. Nhầm thì kêu. Không có tráp để chấn xuống là anh dở rồi chủ tịch cho ba ơi. Rồi thần Obelisk ra trận. No. Đây từ để coi ảnh có còn mượn tạm một rồng trắng mắt xanh của ảnh xài đỡ luôn. Rồi xong, vô tình mình bắt trước bạn Yu-Gi-Oh! Journalist rồi các bạn, cái này là thành Quantum Kill rồi. Rồi vậy cũng vui. Rồi sao mặc dù bữa nay mình không có ý định chơi chiến thuật này mà thôi kệ cũng được đi. Bộ này vẫn là bộ Banish thôi các bạn à, chẳng qua vô tình nó rơi vô thế công cái bộ này mình xét thì thế thủ. Rồi, oh yeah, bye bye chủ tịch nha, con thằng lằn xanh của anh là làm việc hơi bị tốt đấy. Thằng công nhận thằng Obelisk này lợi hại thì các bạn, không phải là hữu danh vô thực nữa rồi các bạn. Thằng Obelisk này là công rồi một cái lá bài mà rất là ok luôn á. Trong ba lá mình giờ mình có cảm giác thằng Obelisk mạnh nhất các bạn. Rồi cho con này nó nằm xuống, lá này quăng ra chơi vui. Úp lá này thì không cần phải úp con này xuống sớm. Nó còn ảnh quăng huyết hoa của phong bạo ra nữa. Một lá thôi. Rồi ảnh bốn. Để coi nào, ảnh mình với ảnh cách nhau có ba lá thôi các bạn. Gì đây? Rồi sức mạnh tình bạn. Tội nghiệp chủ tịch. Nói chung là anh vừa qua đây ý, chủ tịch khá là tích cực cho việc sử dụng sức mạnh tình bạn ấy. Mà xui một cái là ảnh không có nội tại như vật chính các bạn. Thành ra không có dùng được. Rồi ok, nếu như không có nội tại nhân vật chính thì đừng đề cao sức mạnh tình bạn làm gì. Tự hại bản thân thôi chứ được cái gì đâu. Rồi đây, ngửa lên bắn luôn, thể hiện cái sự coi thường. Ây da, ngàn máu. Xác định được rằng đó không phải là lá chống công rồi các bạn. Rồi đây, vô. Lá bóp cổ. Rồi, nó vô là được 100 máu thì cũng không nhiều lắm mà cũng được. À, no. Ngàn máu nha, 300 đổi
mất 300 được 1000 thì thoải mái rồi. À, bạn thì Yu-Gi-Oh! Sudolic có giải thích với mình đó là nên để cứ mỗi lần vậy cho nó xào lên lần, tức là mình đừng để hai con này nó ra liên tiếp, mình cứ từ từ là mình cho nó xào vậy nó tỷ lệ ra bài ngon cao hơn. Rồi ok, cảm ơn cái chức của bạn ha. Rồi đây 100. Rồi đây. Cao Minh, Cao Minh. Rồi tính ra thì ông anh đây cũng cao thủ. Rồi để coi anh ấy có tuyệt chiêu gì lợi hại nào. Từ từ mình có thể thắng trong lượt đó mà mình không thèm. Mình đợi thêm lượt nữa đó mà. Quả này thì mình hơi lỗ cây đèn thần chút. À không, không có lỗ, ảnh mất máu thôi. Có điều là mình lỗ cái effect của nó thì cái này không, 600 máu này không đáng lắm. Rồi thôi được rồi, tính chơi chiêu với ảnh mà không được. Trăm. Một con zombie có vẻ như là không làm được gì chủ tịch cây 3 của chúng ta các bạn. Rồi đây em cho thằng Obelix cho anh thành cây 4 luôn đây, chứ không phải cây 3 nữa đâu. Rồi xong. Đầu tiên là cho anh một phát đi luôn nè. Không bắn con này đâu, mất công nó có effect nữa các bạn. Rồi, giờ vì máu anh đã xuống tới dưới mức này rồi thì thôi em dùng lá này em chơi luôn cho nó lẹ. Rồi xong, thôi đừng trách thằng em của anh nha. Rồi thôi ok, có cái gì đâu. Rồi sao không toàn mấy con có rồi thôi. Mà con này mình chưa thấy nó bao giờ, chứ bên này nó là con mới hoặc là nó mod lại từ con nào đó bên kia. Rồi thôi để chơi banish đúng kiểu nào, chơi như vậy nó chả phải banish để vô chỉnh lại bài xíu nha các bạn. Rồi ok, chơi tiếp nè các bạn. Mới chỉnh lại bài xíu. Chỉnh xíu không, chỉnh nhiều. Chỉnh nhiều mất vui. Chắc cho chữ là cho thằng Obelix vô nghỉ thôi. Rồi ba bài mà ra sớm được vậy cũng tốt. Rồi đây, con này xuống trước đi. Thật ra cái bộ này nó có con này ra vậy đa phần mình đánh thế công. Cái con này thủ mình nó mình úp xuống nó cũng biết nó là con dạng như con đó là con Superman ở đâu dám bắn. Cái ảnh phong ấn con này của mình thì không được, chơi luôn các bạn. Chả tiếc làm gì. Đó, thành ra là bắt buộc là mình phải đánh lấy công, thủ thì cũng được nhưng mà thủ thì mình hơi bất lợi chứ điểm thủ con này cũng không quá cao. Bản này nó cũng có mấy cái con mạnh ảnh thì hay rồng dùng rồng nó mắt xanh rồi. Con này thì phải có cái sân ra thì quả mai nó mới chịu trận nổi. Rồi xong, ít nhất là mình đảm bảo được là mình không mất cái con này. Rồi ok, giờ tới lượt mình chơi ngược lại ảnh. Ngửa mặt lên trời ơi coi. À không có trap hole nha. Cái gì đây? Thí một con sóc để mà đổi lấy cái lá Kamayoko của ảnh thì mình lời rồi. Ghost Rider. Bản này nhìn Ghost Rider nó hơi không đẹp. Đẹp hơn nhưng mà lại nhìn không hấp dẫn bằng các bạn. Bản kia nhìn nó oai phong hơn, bản này nhìn nó hơi bèo bèo tí. Rồi xong. Một con bị phong ấn là ảnh mất ngay 100 máu. Giờ còn ít, với lại nãy là nó, ví dụ có nhiều con zombie đây nè, nó mới ác. Như đây chưa thấm thía gì đâu. Trời. Ra như vậy thì hơi xui, nó rô cái thế mình đét bài các bạn. Hơi nghi ngờ con này, thành ra chắc là phải úp xuống. Tại bữa giờ chơi với ảnh bên phiên bản này thì để ý rồi, ảnh úp xuống kiểu này đảm bảo với các bạn 100% nó là con con gì là cái bình á. Trong trường hợp bình thường nha, còn ví dụ như trong trường hợp mình có con quái mạnh thì con này khả năng cao thì nó không phải cái bình. Ủa chứ ảnh không dở, không phải cái bình rồi. Vậy là cũng có thể là con khác. Mà con gì thì chúng ta chưa biết.
Chơi đi để coi nó là con gì. À anh có kháng phép các bạn. Mình ở đây trong tình trạng cấm bài ra anh chỉ có thể xài lá này hoặc là cái lá kháng phép kia thôi. Rồi anh bỏ con rồng trắng mắt xanh xuống thì cũng tốt. Mình mừng vì điều đó. Cái gì đây, thằng Obelisk nữa hả? Trên màu thiệt kìa. Rồi xong. Ok. Yeah. Cất cũng may là mình cất thằng Obelisk vô rồi mà có vẻ như là tình hình cũng không khác mấy các bạn. Rồi ok. Bình thường. Mượn tạm thằng Obelisk của anh xíu nha. Úp con này xuống đề phòng đi các bạn. Ngửa con này lên. Úp thêm một con nữa xuống thì chắc ăn. Wow. Ghê. Ây da. Thiệt là quá ghê. Cũng may là nãy mình úp con này xuống cho mình ngửa nó lên là có chuyện rồi. Rồi thì cũng bắn ảnh được một cái. Có nhiêu đó mà anh la lên đách hết rồi. Bà nó chơi với con điệp viên, anh lấy dao đâm á. Rồi cho anh đào thật. Đồ nghiệp ảnh. Ồ thần đen. Thần đen lợi hại nhưng mà làm sao bằng phục phá chi thuật của mình được. Bộc phá chi thuật. Rồi ngửa con này lên chi ui. Đây. Rồi xong. Rồi xong, ok. Con này bắn nữa là đẹp. Quả phá thằng Obelisk lại hay đó chứ không là ảnh thua từ lúc đó rồi. Tiếc là ảnh không đủ để mà chơi mình. Mình vẫn chịu được. Như là lần này mình chơi Banish nó không đúng tinh thần lắm. Tại mình không kéo máu anh theo cách đó nhiều. Đa phần là mình dùng mấy con kia không. Vô đồ bộ Banish nó chơi hợp lý hơn với cái con qua thầy tu ấy rồi. Sau đó cái con tiên nó là quái thường. Chứ còn mà ví dụ như nó chơi như vậy nó lại không giống đồ lắm. Để coi nào con này đi. Rồi không sao, tại vì hiện tại mình đang cầm cái lá, nó có lá kháng phép ở đây mình không sợ anh lắm. Rồi ok. Bộ bài của anh có phim sành luôn nha các bạn. Vừa xung quanh mà vừa phim sành nữa. Ồ con này ghê rồi. Gì đây? À dung hợp luôn hả? Ghê. Không cho anh dung hợp đi. Dung hợp thì đừng chống. It's all over for you. Fusion. Rồi ok. Song thủ lôi băng long ra trận. Á hự. Bộc phá chi thuật đây. Năm trăm. Sao hả? Thấy có lợi hại không? Không có tráp để xuống dằn là dở rồi. Rồi khoan. Chưa làm gì được. Tạm thời án binh bất động. Cố thủ đại biến. Cái gì nữa đây? À hồi sinh à. À hồi sinh thì không được nha. Ủa mà làm vậy chi ta, mình dùng lá này phá được mà quên mất. Nóng quá.
Nóng quá, nóng quá. Quên lá này phá được. Quên uổng hết lá bài gì, tự nhiên uổng luôn lá kháng phép của mình nữa. Rồi này thì khoe bất động sản với em này, cho anh bất động luôn bây giờ. Con này hệ phong, con này hệ thổ, ảnh chơi gì ảnh tự khắc chế chính ảnh rồi. Phá. Nếu là phong thổ thì đừng để nó đi chung với nhau. Rồi lá này thì cũng ok, nhưng mà giờ chưa có gì hết thì để con này ra sớm hơi dở. Mình với ảnh thì trên nhau có 3 lá à. Thành ra cứ từ từ thăm thả rồi chơi. Ây da, dở rồi. À rồi, không dở, bình thường. Rồi cái gì đây? Đầu trái mắt xanh hả? Tưởng gì cao ghê lắm rồi, đầu trái mắt xanh là bình thường. À, Kamayoko 2. Cho rồng trắng mắt xanh của ảnh bay luôn. À, thằng đàn luôn à. Xuất hiện đi thằng đàn ơi. Nhưng mà vấn đề là vừa ra cái là ăn Kamayoko ngay. Rồi đây, úp con này xuống, từ từ mà kéo máu ảnh thôi các bạn. Cái lá show rally nó chưa ra, thành ra mình chưa kéo 5 con của ảnh xuống được. Có lá đó thì tốt hơn. Giờ lại không có bài để phá rồi, nãy hơi chơi hơi dở. Rồi, chơi luôn đi, đừng ngại. Ây da. Lá này đi. Rồi con này bắn rồi, đề phòng cái lá này của ảnh. Rồi không cần nhiều, cứ từ từ. Con nhân mã. Rồi cũng được. Rồi xong. Rồi thôi như đó đủ rồi. Để coi cái gì đây ta. Rồi chịu thôi, mình chưa có con nào đáng để hồi sinh cả. No, bình tĩnh. Chơi. À, con rồng dễ thi à. Bình thường. No. Rồi, đây. 1000 máu. Rồi, xong con này đảm bảo là không dám bắn rồi. Ừ, bình tĩnh. Rồi để xem nào. Loại con này trước đi các bạn, coi hồi nó biến lên nguy hiểm. Rồi ok, cũng được, không sao, bình thường. Đây bắn lên, bắn cho nó một phát đã. Rồi anh mình lấy 1000 máu, ảnh thì chả được gì. Con này để nó lên cao nguy hiểm. Ok. Rồi để coi anh có con quái nào ra nữa không nào. À, không phải dùng lá hồi sinh, hồi sinh bài mình lên. Và nó bắn con thằng đạn mình uổng. Rồi đây thôi ok, chấp nhận thí nó bài luôn. Mình có nhiều con để hồi sinh lắm rồi đó, không sao, thoải mái. Đây cho con này cũng được. No. No, 300 mình lấy 500 mình lời 200 mình chả vấn đề gì, chưa kể máu mình đang nhiều nữa. Ok.
coi nào có lá nào ở đây bá đạo xíu à. Bây giờ bài mình đích hơn là tại mình lại phát với lại mình nãy mình dùng cái con thiên thần mình rút bài á. Giờ Ghost Rider ra rồi, hai từ từ khoan chưa tới lúc rồi đây từ từ bình tĩnh anh em đừng nóng đừng nóng. Đây dùng thiên thần tiếp, bình thường thì mình không dùng con này nhiều nhưng mà giờ bữa nay dùng cho vui. Ha 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 ha, 600 mất bài nha anh trai. No. Một phá chi thuật à, hay đấy. I activate my spell card. Gì đây? Để coi nó ra cái gì. Để coi nào. À hay rồi. Ok chấp nhận luôn. I activate my spell card. Vậy mình mới kéo ảnh được. Đây, 1 2 3 4. Có con rồng trong mắt xanh đây không ta? À, có đây 5, ok. Thế này là xong ảnh luôn. No. Thế là xong. Chơi bộ Banish nên có thêm cả con này các bạn. Tại mình không muốn cầm nhiều thôi chứ mình cầm ba con này theo mà nãy giờ ảnh mệt rồi. Mình thấy cầm ba con đó đôi khi nó hơi thừa. Rồi, ok. Quả này dở. Anh bắn mình anh ảnh còn mất máu nữa mà 100 máu đấy. Mặc dù không nhiều nhưng mà ảnh giúp mình gọi ra thêm một con nữa. Một hồi hai con thú mà nó đang tăng lên. Con này không dám bắn rồi. Giờ mỗi lượt ảnh mất 500. Mình có hai con này nằm đây là thấy là xong đời anh rồi. Vừa mới nói xong luôn. Linh quá vậy. Dở lên cho ảnh sợ chơi. No. Ê trời, huyết hoa của phong bạo chết rồi. Dở lên luôn đi. Xin của ảnh ngàn máu đi. Không nhiều mà cũng tạm được. Hơi dở. Có cái gì đâu, anh gọi có cái lá bài thần à, à không phải thần nữa mà rồng cái mắt xanh thôi. Rồi thì cũng được. Rồi hết rồi, nhưng mà không sao, còn anh muốn phá được phòng thủ của tiếng phòng thủ của mình là phải thêm hai con nữa. À đây có con rút bài đi rồi. Nếu anh cứ có một lá kiểu này hầu như anh không bao giờ bắn được mình, là mình cứ bỏ xuống thủ trừ khi không rút được quái thôi. Rồi xong, ảnh mất lá mình không mất gì. Nhưng mà bài mình đang ít hơn, kiểu này hồi mình thua gì hết bài. Có điều, trời giật lá này quá đẹp rồi. Rồi ok. Đây cuối cùng có lá này. Bạo phong chi thuật. Phá. Để coi ảnh còn lá nào đây ngon ngon mình mượn tạm xài đỡ không ta. Không có rồi. Không có à. Không có thì thôi. Úp cái lá này xuống đi. Rồi ảnh xài tạm, ảnh có tài phép gì nữa rồi mình kháng tiếp. Ây à. Hảo hảo, mì hảo hảo. Rồi ok, ảnh lỗ kém gì mình đâu. À cái này cứ cho dùng, cái này cho dùng, cứ thoải mái đi anh. Rồi bỏ cái bình xuống nữa hả? Rồi ok cũng được. Phép gì đây? À sức mạnh tình bạn à. Sức mạnh tình bạn thì không cho anh dùng được đâu. Rồi đây cho con này nó biến rồi đó. Con này tính sao?
Con này giờ mình không được rút bài rồi. Rồi không sao, không sao, còn chịu được. Chà, còn bài à. Ghê. Đây, nó nói không dễ ăn đâu mà. No. Gia tăng lực thủ lên ngay, tất nhiên là chưa là đủ để chặn được ra mắt xanh. Rồi, nhưng mà dùng bạo phong chỉ thuật để phá cái trap này cái đã. À, thì ra là cái là miễn chiến bài à. Úp con này xuống, từ từ tính. Rồi, xong, mình giữ được lá này là ngon cơm. Giữ được lá này coi như là chuẩn cơm mẹ nấu luôn á. Con này giờ làm được gì mình đâu. Cái này có là trap phô thì mình cũng không sợ. Rồi, hai. Rồi xong mình thắng. Rồi để. Ok, I'm fine. Lấy con này lên là thấy ảnh tiêu rồi. Giờ anh muốn bay thôi đường nào mà thôi chỗ anh em mình nha, em cũng nở nặng tay anh vừa đủ cho anh đi được rồi. Rồi thôi anh thành bữa ăn trưa của chú khỉ vậy đi ha. Rồi xong, chủ tịch của chúng ta chính thức bay màu các bạn. Trời ơi, lại còn mất thẩm mỹ này nữa. Rồi, ok, bình tĩnh đi. Cứ tới giờ anh vẫn còn mình là amateur các bạn, đúng là chủ tịch của chúng ta cao cao tại thượng quen rồi. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.